tiểu qua loa linh tinh, không thể nào mà cả. Mà gaming dạo này có vẻ hơi bị lãng quên nhỉ. Tôi phải làm cái gì đó để mọi người nhớ lại mới được. Nên là hôm nay tôi sẽ làm về một series Kamen Rider có chủ đề về ma, ca rồng. Những sự thật thú vị về Kamen Rider Kiva. Cái tên Kiva là viết tắt của King of Vampire, thể hiện mối liên hệ của Kiva với Fangai King. Bên cạnh đó thì Kiva cũng có phát âm gần giống với từ Fang trong tiếng Nhật là Kiba. Trong tất cả các Kamen Rider từ thời Heisei đổ đi, Bayform của Kiva có chỉ số tốc độ chạy chậm nhất. Nhưng kỳ lạ là phong cách chiến đấu của Kiva thường khá là linh hoạt và nhanh nhẹn. Các cái dây xích ở trên cơ thể của Kiva được gọi là Katina, trong tiếng Ý có nghĩa là dây xích, hoặc cũng có thể là bài hát của tóc tiên. Theo chính diễn viên Kouhei Takeda đã chia sẻ, tư thế biến hình thành Isa của Otoya chính là một sự gợi nhắc đối với tư thế biến hình của Hongo Takeshi hay Kamen Rider Ichigo. Trong khi Otoya ban đầu là cha của Wataru trong CV Kiva gốc, thì ở thế giới AR Kiva trong Kamen Rider DK lại không tồn tại Otoya, bởi Wataru trong thế giới AR của Kiva lại có bố là Fangai. Tuy nhiên, có tồn tại Kurenai Otoya trong thế giới Nega. Tuy chưa có xác nhận rõ ràng về thân phận thật sự, nhưng Otoya AR này là một Fangai, hoặc ít nhất là một loài nào đó, không phải là con người. Bởi, thứ nhất thì theo như tên AR Alternative đã nói, con người không được tồn tại ở thế giới này. Thứ hai, Otoya lại không chết sau khi biến thành Dark Kiva. Vì nếu là con người thì Otoya phải nằm đất như trong series Kiva gốc, hoặc có thể là Otoya đã chết sau khi chạy trốn thành công. Hơn nữa, khi hiện sinh thành Dark Kiva, thay vì có vẻ mặt như bị một thằng nào đó đâm từ phía sau như trong series Kiva gốc, thì Otoya AR này khi hiện sinh thành Dark Kiva lại cho thấy một vẻ mặt khá là chill. Cái tên Isa chính là viết tắt của Intercept X Attacker, hay dịch sát nghĩa là chiến binh đánh chặn chống lại mối đe dọa không xác định. Isa trong tiếng Nhật xuất phát từ một trong những cách đọc chữ kanji Ikusa, có nghĩa là chiến đấu, chiến tranh hay là trận chiến gì đó. Mục đích thiết kế của Isa là hiệp sĩ đền thánh Knight Templar, là một trong những dòng tu quân đội Kitô giáo nổi tiếng nhất của ngày xưa. Phiên bản Six đã khắc họa rõ hơn về tạo hình này. Ngoài Kiva thì Isa là Kamen Rider duy nhất đã cho thấy có thể sử dụng một trong những vũ khí Arm Monster. Tuy nhiên thì Isa chỉ có thể sử dụng vũ khí chứ không có biến đổi nào khác như Kiva. Trong danh mục đồ chơi Bandai đầu tiên, Kamen Rider Isa ban đầu được gọi là Kamen Rider Hunter, nhưng chắc là vì bị tem đột đánh bản quyền nên sau đó mới phải đổi thành Isa. Keisuke Nago là Kamen Rider đầu tiên kết hôn với nhân vật Megumi Aso trong tập cuối. Trong số 3 Arm Monster đang phục vụ cho Wataru Kurenai, Garuru hay Chiro là người duy nhất đã từng biến thành Kamen Rider là Isa. Basa hay Ramon là người duy nhất chưa từng ăn thịt con người, nên ta vẫn chưa được thấy cách mà anh ấy ăn con người sẽ trông như thế nào. Ở hình dạng Doga Hammer của Riki, khi để lộ Chu Ai trong lòng bàn tay của chiếc búa, trông khá là giống với cơ khí khổng lồ Dark General Gaburin, một con quái vật giống quỷ trong Uchu Tetsujin Kyoden, cũng có một con mắt trong lòng bàn tay. Mặc dù thực tế, trong phim Fangai không phải là loài duy nhất hút sinh khí con người để duy trì sự sống, nhưng có vẻ như tổ chức Aozora chỉ mới có mục tiêu chống lại loài Fangai, vì chưa có thành viên nào trong tổ chức này lại thể hiện bất kỳ kiến thức hay biết về sự tồn tại của các loài Arm Monster cả. Sau khi được biến đổi thành Fangai, chủ tịch Shima cảm thấy thèm ăn rất nhiều so với người bình thường, nhưng mà vẫn không thỏa mãn được cơn đói của mình. Tuy nhiên thực tế thì Fangai không cần thức ăn giống như của con người, thế nên đây có thể là trạng thái đặc biệt của ông này. Hầu hết Fangai sẽ đều có thiết kế họa tiết của loài chim ẩn trên người, và thiết kế của 4 chiếc Metaphor Fangai sẽ kết hợp thêm với đầu tượng. Mặc dù rất hiện rất ngầu lòi là một trong những nhân vật phản diện chính trong Kamen Rider Kiva, nhưng thực tế chưa có một cảnh nào cho thấy nhân vật King đã sát hại thành công một ai trong phim. Ai bảo sim lỏ cho lắm mà. Vì sử dụng Sagat, Taiga không bao giờ biến thành hình dạng Fangai của mình. Điều duy nhất có thể biết về hình dạng Fangai này sẽ có sức mạnh dựa trên loài rắn. Trong khi các Fangai bình thường cũng có màu đỏ như con người, thì máu của Taiga lại có màu xanh lam, có thể là do đây là điểm đặc trưng của anh ấy. Taiga và Wataru là hai Kamen Rider đầu tiên có mối quan hệ là anh em, chính xác là anh em cùng mẹ khác cha. Vì cái chết của Otoya xảy ra vào đầu năm 1987, nên Maya sẽ phải mang thai Wataru vào tầm thời gian đó. Đồng thời thì nhân vật Megumi cũng có ngày sinh vào cuối năm 1987, mà Wataru lại nhỏ hơn Megumi 2 tuổi. Có nghĩa là Maya đã phải mang thai Wataru trong vòng ít nhất là 3 năm. Nghe thì có vẻ hơi ảo, nhưng dù gì thì Maya cũng không phải con người mà. Masao đến từ năm 2031, mà với cái ngoại hình này thì chắc hẳn Masao phải ở ngoài độ tuổi 20. Tức là Wataru sẽ cưới vợ và lẻ ra Masao ngay sau các sự kiện trong Kamen Rider Kiva là năm 2008 đến năm 2009. Còn mẹ của Masao là ai thì vẫn chưa rõ ràng, bởi trong phim ta chỉ thấy Wataru yêu nhân vật Mari, à ý tôi là Mio, mà bà này thì tỏi mất rồi còn đâu. Masao chỉ xuất hiện trong một đợt ngắn trong phần cuối của phim, nên hình dạng Kiva của anh ấy thực chất là bộ đồ ban đầu của Kiva. Và trong quá trình hậu sản xuất, phần thắt lưng Kiva đời thứ 3 đã được đổi màu thành Kiva đời thứ 4 khi qua tay các editor lỏ của nhà Toei. Có một cảnh bị xóa trong Kamen Rider Kiva đã tiết lộ rằng Kiva đời thứ 3 đã biết về nguồn gốc của Wataru là một nửa Fangai ngay từ đầu, nhưng cố tình giữ bí mật để Wataru không trở thành sad boy. Vì Kiva đệ tam là con của Kiva đệ nhị hay là Dark Kiva, nên Kamen Rider Kiva có vai trò chính thức là người kế vị Kamen Rider Dark Kiva,
Nhưng kỳ lạ là cả King và Bishop đều không nhận ra Kamen The Kiva từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, Bishop còn thẳng từng gọi là nhà vua fake mình nhục chứ. Trong phiên bản novel thì Kiva không tồn tại trong chuyện. Hình dạng Kiva chính là hình dạng Fangai của Wataru, có tên là Bat Fangai. Ngoài ra thì Batsa và Doga cũng không tồn tại trong novel. Chỉ còn Garuru thì cũng chỉ là một thợ săn Fangai. Tatsulot là ghép của từ Tatsu và Slot. Tatsu là rồng, còn Slot là bắt nguồn của từ Imperial Slot. Tôi tìm hiểu qua thì nó là một loại game cờ bạc phổ biến. Cách chơi chỉ đơn giản là ấn vào nút quay, người chơi sẽ thắng nếu như mà có 3 hình liên tiếp giống nhau và nằm trên một hàng cá cược. Cách chơi này cũng được thể hiện lại qua việc Kame the Kiva Emperor Form kéo Tatsulot để thực hiện đòn tất sát. Ark xuất phát từ Aku, trong tiếng Nhật có nghĩa là ác quỷ. Kame the Ark từng có kỷ lục là Kame the có hình dạng tự nhiên mặc định cao lớn nhất với chiều cao là 3m2. Cho đến khi Kame the Hit được ra mắt thì kỷ lục này đã bị phá bởi Kame the Berora sở hữu chiều cao lên đến 1108m. Ark là Kame the duy nhất trong Kiva không có phiên bản AR của mình trong các Kiva AR vua khác. Không biết là có phải chủ ý của người thiết kế không, nhưng thiết kế mặt của Ark Kiva có vẻ như chuyển từ vẻ mặt buồn sầu uể oải sang vẻ mặt ác ý nham hiểm khi được gắn ở trên phần thắt lưng. Một điều rất ảo ma cuối cùng trong phần movie này, không biết có phải các ông kiến trúc sư của nhà tù phía Đông Kanto này mua bằng hay không, mà bằng một cách nào đó không ai nhận ra hài cốt của Ark trong gần ấy năm, mặc dù trong cái phòng này có khi phải to gấp 2 lần cái phòng trọ của tôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng biết nhé. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share và ấn nút chuông đăng ký kênh để tôi có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Kiba, kai butsu mita toka. Doko itta? 新番組仮面ライダーディケイド